ăn không luôn. Gì vậy? Này là gì vậy? Cam, ngon lắm. Mua ở đâu ạ? Mua ở đâu hỏi chi? Ăn không? Ngon không? Ngon mới ăn. Ngon lắm, ăn thử đi. Cũng được ha. Ăn không? Gì vậy? Biếu sữa. Biếu sữa hả? Cái này ăn ngon không? Cũng được lắm con, ăn thử không? Chơi chơi à. Mua ở đâu ạ? Shopee. Mắc không? 6-8 ngàn à. Nè ăn không? Ừ, dứt nhẽ cái. Shopee đang có chương trình đồng giá nên ba mua về cho con á. Ngon ngon ngon. Cái này là gì mà đỏ chót à? Nhìn không biết cái mận hả mày? À, không ăn đâu. Cái này không ăn được, sâu quá. Ăn chuối con. Lẩu thì tôi ăn. Mua ở đâu ạ? Shopee chứ đâu mày? Ăn, đưa đây. Này nhiêu tiền hả? 6-8 ngàn. Con này là khoai tây chiên, mày ăn được không? Ăn luôn. Đưa mới ăn chứ để ngó hoài sao ăn. Mua đâu ạ? Shopee. Hỏi hoài vậy mày? Hỏi không trả lời ghét. Cho bỏ ghét. Trái này cái gì tôi cũng không biết, nữa mà ăn được không tôi lột luôn. Thôi cái gì không biết thì đừng có ăn, nguy hiểm lắm. Đây đây, ê Dũng ơi, bữa mà Shopee họ bán đồng giá ngày nào vậy ba? Ngày 10 với ngày 11 tháng 1 này nè. Mày ăn ngay luôn không? Ngon không? Mắc không? Này thì 168 ngàn lần. Trời, cũng rẻ ha. Đúng là bán đồng giá có khác. Mà có muốn giờ bán đồng giá gì không? Không lên Shopee biết liền à. Đây đây. Trái này giống trái ban đầu mà. Này đậu quýt ăn được không? Lột đi tôi ăn. Quỷ này nè. Ngoan. Quýt ngon hơn cam, mà cam ngon cũng cỡ quýt. Ngon. Trái này ngon này luôn. Trái này trái gì à? Ổi ngon lắm con. Ăn sao? Trái này phải hửi cái mới ăn được con này, hửi đi. Dưới đây. Ngon, cũng được ha. Còn cái này là cái gì hả? Này là lá cải con. Mày lá cải sao ăn nổi? Trời, mày không biết lá cải bị sâu ăn ngon lắm á. Ngửi nè. Trời ơi, sao con nghe mùi thuốc gì sâu vậy? Thằng thử đi, không chết đâu lo. Không lo ha, tôi ăn mà tôi biến thành con sâu rồi tôi chửi con nát nước luôn á. Ha, chừng tươi á. Món này là vô địch luôn. Trời, nghe mùi hăng nhậm nổi. Ăn được không? Mày hửi nghe mày ghiền liền à. Khỏi cần ăn. Đâu để tôi hửi tôi liếm mới coi. Ngon không con? Ngon. Nổi tôi với ngon. Nghiện sao? Ông cho tôi ăn dầu nóng vậy ông nội. Bị sứ à. Ngon không con? Ủa, món này là món gì á? Nè ăn miếng đi. Xoài chứ món gì? Riết mày giống thổ dân quá, cái gì cũng không biết hết trơn á. Lu nó con đang có bầu, thèm chua cho nên ba mua xoài cho con ăn nè. Con dặn ảnh là mua me với mua mít chứ phải mua xoài đâu. Ừ, ăn ở đâu? Nè ráng quốc biến đi. Ngoan nghe lời ba, ráng hết miếng này đi con. Ủa mà xoài gì á? Xoài lát. Trời đất ơi. Đó giờ nghe xoài lát chứ làm gì có xoài lát. Xoài lát ngon, xoài lát ăn đi con. Vậy ông có ăn qua thử chưa? Chưa. Ông chưa thử sao ông kêu tôi ăn? Thì ba để con ăn trước, con có bị gì ba mới thử. Tôi không ngờ trên thế gian này còn tồn tại người tốt bụng như ông dữ vậy luôn. Ôi trời, xoài gì đâu mà nó dẻo nhẹo, nó cứng ngắc vậy, ăn sao mà ăn. Thôi đi liếm à. Liếm chắc nó cũng teo lại phải không? Liếm à. Ôi xoài này không phải xoài lắc, cũng không phải xoài lát, mà xoài gì á ông ơi. Liếm hoài nó cũng teo, nó xoài gì á? Nói thiệt đi tôi thương. Bà thấy nó trồi lệnh bệnh dưới sông á cho nên bà lượm lên. Dưới sông hả? Ừ. Cái sông nó thông với hồ cá tra phải không? Ừ thì đúng rồi, cái xoài nó kế hồ cá tra. Sao nữa? Thì cái xoài nó kế bên hồ cá tra, cái nó rụng xuống nó chảy ra sông. Nó có chảy ra sông chung với cái gì nữa không? Với mấy cục vàng á con. Hả? Tôi nhớ cái mặt tôi đâu có ngu đến nỗi phải bị lôi đầu ra hãm hại như vậy. Trời ơi. Thôi mày ráng cho xong miếng này đi. Ăn xong mày muốn gì ba cũng chịu hết. Ăn đi. Nè, ăn đi con. Này nó giống gì mà ngon dữ hả? Cho miếng đi. Ngon đúng không? Được rồi, cho miếng nữa nè. Ngon. Ngon, quá ngon. Miếng đi. Miếng được không? Ngon không? Ủa, sao thấy mẻ vậy? Này, cho miếng nè. Ủa sao ăn sao trước quá vậy, không thấy gì trơn vậy? Nữa nè. Cảm ơn. Ủa sao kỳ á? Sao ăn hết ngon rồi? Kỳ vậy nè, thử coi. Nó vẫn là thứ đó mà. Sao vẫn thứ đó mà không có mùi gì hết trơn à? Thử lại coi. Nè. Ủa sao kỳ vậy? Sao tôi có cảm giác tôi ăn cái đầu ngón tay của ông không à? Ông chơi tôi phải không? Có gì đâu. Đó giờ con có hút xì gà gân lần nào chưa lên? Hút rồi, mà bỏ rồi. Phê không? Phê sao phê? Hút xong để ra mấy đứa luôn. Ủa ba đang cầm gì vậy? Hả? Ừ, ba đang cầm khoai lang gân. Con có muốn ăn thử không? Thì để dĩa xuống đi người ta mới ăn được chứ trời. Khoai lang gân gì thơm dữ à. Con ăn đi, ăn này dễ ỉa lắm. Trời ơi, quất có níu xì gà gân mà ỉa ra 10 đứa ơi. Quất cái này xong chắc đẻ ra 80 đứa luôn hả ba hả? Hả? Mày khùng quá, nói chuyện bậy bạ đâu không à. Ăn lo ăn đi. Thử ăn, đang ăn nè. Ngon ha. Ngon. Biết món gì không? Sao không biết? Này là củ mì phải không? Mì cái con khỉ, cái này là củ khoai. Trời ơi, lần đầu tiên được ăn cái món khoai này á. Ngon bạc cơm. Mày bây giờ là sướng rồi, ăn tráng miệng còn là khoai không à. Ủa sao sướng? Chứ hồi xưa ba ăn tráng miệng bằng món gì? Tao làm gì có tráng miệng mà ăn. Hồi xưa lấy mì lấy khoai độn cơm ăn thấy mẹ luôn. Ủa hồi xưa là hồi nào vậy ba? Hả? Cái thời mà còn bắn súng bắn hép lai con. Ủa, cái thời đó ba được đẻ ra rồi hả? Không có, nghe ông nội mày kể lại á. Ủa, ông nội con là ai? Ông nội mày là ba tao, thằng ngu. Đang ăn chửi tao ngu. Ngu mà đẹp trai không sao đâu con ha. Ủa mà ăn cái này nhiều nghe nói nóng lắm phải không vậy ba? Hả? Nóng lạnh cái gì mày sợ gì, mày cứ ăn đi, ăn cho no đi. Ăn no là phải ăn rồi đó, nhưng mà nóng sợ nói mụn.